thai ma được kiểm soát bởi một ký sinh trùng bậc thầy Puppeteer. Nhưng chúng ta vẫn chưa biết làm thế nào. Một loại ký sinh trùng kiểm soát tâm trí biến kiến thành thai ma, buộc chúng phải leo lên ngọn bụi cây thấp, cắn xuống và chết. Giờ đây, một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng loài nấm này hoạt động giống như một nghệ sĩ múa rối, bằng cách nào đó kéo cơ miệng của kiến. Tác giả chính Colin Mango, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại khoa hóa sinh và sinh học phân tử tại Đại học bang Pennsylvania, cho biết loại nấm kiểm soát tâm trí phá vỡ bộ xương ngoài của kiến và xâm nhập vào cơ thể của nó, nên nó bắt đầu phát triển và lây lan. Mango nói với Life Science trong tuần đầu tiên sau khi bị nhiễm, những con kiến vẫn hoạt động bình thường, nhưng sau đó chúng bắt đầu gặp khó khăn khi di chuyển và bắt đầu bị co cứng cơ. Mango nói, chúng đi vòng quanh không có mục đích và theo vòng tròn hoặc chúng không di chuyển nhiều. Trong giai đoạn cuối của bệnh, chúng tìm thấy một bề mặt và cắn vào đó. Bề mặt đó thường là phần trên cùng của một bụi cây thấp. Sau khi kiến chết, nấm xuất hiện từ con kiến và tìm kiếm nạn nhân tiếp theo của nó. Mango và nhóm của cô ấy muốn tìm ra nguyên nhân chính xác khiến những con kiến này cắn xuống. Các nghiên cứu trước đây cho thấy rằng vào thời điểm kiến cắn xuống ngọn bụi cây thấp hoặc cành cây, nấm đã quấn quanh các cơ ở hàm dưới của kiến, cô nói, nhưng không rõ bằng cách nào mà nấm buộc các hàm di chuyển. Vì vậy, các nhà khoa học đã lây nhiễm cho một số ít kiến thợ một loại nấm Ophiocordyceps gimlembinae kiểm soát tâm trí. Sau khi những con kiến bị nhiễm bệnh chết, các nhà khoa học đã đóng băng những con kiến và cắt bỏ cơ hàm của chúng và kiểm tra chúng dưới kính hiển vi điện tử. Vào thời điểm chết, cơ miệng của kiến đang co lại một cách mạnh mẽ. Mango cho biết vẫn còn là một bí ẩn về cách ký sinh trùng hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng họ đã tìm thấy các hạt bí ẩn có khả năng đóng một vai trò nào đó trong việc kìm hãm cái chết của nấm. Mango, những hạt lạ này có thể chứa thứ gì đó giúp nấm co cơ miệng của kiến, hoặc những hạt này có thể do kiến tiết ra để chống lại sự lây nhiễm, cô nói. Giờ đây, nhóm của Mango hy vọng sẽ tìm ra những hạt này là gì và liệu chúng có chứa bất cứ thứ gì hay không, cô nói thêm. Đáng ngạc nhiên, các nhà nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng nào về việc nấm ảnh hưởng đến các tế bào não hoặc mối liên hệ giữa chúng. Vì vậy, chúng tôi không biết làm thế nào mà nấm có thể tác động đến hành vi của vật chủ, cô nói. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu làm xước bề mặt ở đây.